Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ ghim nội dung tin nhắn ở trên ứng dụng Zalo. Khi các bạn là thành viên trưởng nhóm admin của một nhóm chat ở trên ứng dụng Zalo, các bạn có quyền ghim nội dung tin nhắn quan trọng lên trên nhóm chat này và tất cả mọi người thành viên ở trong nhóm chat sẽ nhìn thấy được nội dung tin nhắn các bạn đã ghim và chỉ có bạn mới có quyền ghim và bỏ ghim nội dung tin nhắn ở trên đoạn chat mà các bạn là trưởng nhóm admin. Và để thực hiện được tính năng là ghim nội dung tin nhắn ở trên Zalo, các bạn sẽ mở ứng dụng Zalo lên. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào nhóm chat mà các bạn là trưởng nhóm admin. Ở đây, nếu như các bạn muốn tất cả mọi thành viên trong nhóm chat có thể xem được nội dung tin nhắn quan trọng, thì các bạn sẽ thực hiện việc ghim nội dung tin nhắn đó bằng cách giữ vào nội dung tin nhắn và chọn vào mục là đã ghim. Khi các bạn ghim nội dung tin nhắn thì tất cả mọi thành viên trong nhóm sẽ nhận được thông báo cũng như là nội dung tin nhắn đã ghim sẽ luôn luôn xuất hiện ở trên đầu của đoạn chat và tất cả mọi người có thể dễ dàng đọc được. Và nếu như các bạn muốn bỏ ghim, các bạn nhấn giữ vào đoạn tin nhắn một lần nữa và chọn chế độ bỏ ghim. Như vậy là các bạn đã thực hiện được cái việc là bỏ ghim thành công. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ ghim đoạn chat lên trên đầu của tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Ví dụ ở đây, mình có một đoạn chat và mình đã ghim đoạn chat này lên trên đầu tin nhắn. Và khi mình thực hiện ghim đoạn chat lên trên đầu như thế này thì khi mà mình nhắn tin với ai đó thì đoạn chat mà mình đã ghim sẽ luôn luôn nằm ở phía trên cùng. Và mình có thể là dễ dàng xem được những nội dung tin nhắn mới mà không bao giờ sợ bị bỏ lỡ nội dung tin nhắn, đoạn chat mình đã ghim. Và để thực hiện được việc ghim và bỏ ghim đoạn chat thì các bạn sẽ chọn vào cuộc trò chuyện đó, chọn vào ba dấu gạch ở đây. Các bạn có thể là bật chế độ ghim trò chuyện hoặc là bỏ ghim như thế này. Và trên đây chính là cách để các bạn có thể là ghim được nội dung tin nhắn ở trong đoạn chat cũng như là ghim nội dung tin nhắn ở trong nhóm chat mà các bạn là trưởng nhóm admin trên ứng dụng Zalo.